Chào mừng quý vị đến với chương trình bình luận thời sự trưa chủ nhật ngày 22 tháng 8 năm 2021. Việt Thành xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, trong chương trình bình luận thời sự trưa hôm nay của KTV, chúng tôi tới với quý vị hai chủ đề liên quan tới vấn đề xử lý đại dịch COVID-19 và chủ đề thứ hai, đó là theo yêu cầu của một quý khán thính giả của KTV đề nghị so sánh trước cái cuộc quân đội Hoa Kỳ thất bại tại Afghanistan, nó có khác với cái sự thất bại của người Mỹ ở Sài Gòn năm 1975 hay không? Và thưa quý vị, nếu quý vị biết rằng cuộc chiến của Hoa Kỳ ở Việt Nam vào những cái năm cuối của thập kỷ 40 thế kỷ trước và kết thúc vào năm 1975, cũng như cuộc chiến của Hoa Kỳ tại Afghanistan khởi đầu vào năm 2001 và kết thúc vào năm 2021, nó có những cái điểm tương đồng, song cái sự giống nhau nó chỉ ở cái yếu tố bắt đầu của cuộc chiến cũng như yếu tố kết thúc của cuộc chiến mà thôi. Thưa quý vị, trở lại cái vấn đề xử lý đại dịch COVID-19 ở Việt Nam, thì thưa quý vị, một lần nữa tình hình lây nhiễm đại dịch COVID-19 vẫn tiếp tục ngăn chặn không xuể, và những cái ca lây nhiễm ngày hôm qua 21 tháng 8 đã có tới 11.321 ca mắc mới. Một cái điều đáng lo ngại hơn cả, thưa quý vị, đó là tỉnh Bình Dương đã trở thành một cái tỉnh mức kỷ lục thay thế cho thành phố Hồ Chí Minh. Bình Dương đã có số ca nhiễm mới tới 4.505 ca. Trong khi đó, thành phố Hồ Chí Minh vẫn ở một cái mức bình quân 4.084 ca. Thưa quý vị, tuy nhiên, trong cái vấn đề chủ trương xử lý đại dịch COVID-19 của ban lãnh đạo Hà Nội, nó có những cái sự bất đồng sâu sắc. Tại sao lại nói như vậy? Thưa quý vị, chỉ trước đây 2 ngày, chính phủ ông Phạm Minh Chính đã ra một cái chỉ thị phong tỏa chặt chẽ hơn đối với Sài Gòn. Thậm chí ông Phạm Minh Chính giao cho lực lượng công an quân đội từ miền Bắc vào Sài Gòn để phối hợp với chính quyền Sài Gòn trong cái vấn đề xử lý đại dịch COVID-19 khi nó có những cái dấu hiệu cho thấy không có khả năng ngăn chặn. Hay nói một cách rõ ràng hơn là tình hình đại dịch COVID-19 ở Sài Gòn đã mất kiểm soát. Những cái bằng chứng cụ thể nó thể hiện ở cái vấn đề ca nhiễm vẫn tiếp tục tăng, không có xu hướng giảm. Mặc dù ban lãnh đạo Sài Gòn dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, và một điều đáng nói hơn thưa quý vị là các cái ca lây nhiễm đã dẫn tới một cái tình trạng tử vong. Những cái con số người ta nói hàng ngày khoảng 500-600 ca tử vong ở thành phố Hồ Chí Minh. Có những cái bằng chứng cho thấy quân đội đã phải đưa các cái container bảo quản lạnh vào Sài Gòn để bảo quản xác bởi thiêu không kịp. Điều đó nó cộng với cái vấn đề lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh đã phải đề nghị các cái tỉnh phụ cận phối hợp với thành phố giúp đỡ thiêu xác những cái người tử vong. Thưa quý vị, đó là một trong những cái lý do tại sao ban lãnh đạo Hà Nội đã quyết định trảm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố ông Nguyễn Thành Phong. Thưa quý vị, như quý vị đã biết, con bài Nguyễn Thành Phong nó là cái sự biểu hiện cho cái thế lực chính trị của ông Lê Thanh Hải vẫn đang tồn tại và hiện hữu ở thành phố Hồ Chí Minh trong những thời điểm này. Và trong mối quan hệ chính trị giữa các phe phái trong đảng, thì rõ ràng có những cái biểu hiện cho thấy Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ủng hộ, thậm chí bật đèn xanh cho ông Lê Thanh Hải trong việc tấn công, đưa các cái vụ việc liên quan tới ông Nguyễn Tấn Dũng thời còn Phó Thủ tướng trong cái vấn đề xử lý tài sản của FCO Minh Phụng và ông Tăng Khôi Thiền, hẳn quý vị chưa quên. Điều đó nó hoàn toàn trái ngược với việc dư luận xã hội cho rằng ông Nguyễn Phú Trọng cần phải xử lý ông Lê Thanh Hải, một người được nhân danh là sâu chúa với những cái tài sản khổng lồ như hiện nay. Và người ta nói Lê Thanh Hải là một trong những nhân vật chính trị ở miền Nam giàu nhất hiện nay. Thưa quý vị, cái việc mà Bộ Chính trị trảm ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch thành phố, nó đã gây ra các cái sự bất đồng ở trong nội bộ đảng.
Và thưa quý vị, chả Nguyễn Thành Phong là một cái điều thất bại của Nguyễn Phú Trọng, nhưng ngược lại nó là một cái điều có lợi của Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng như ông Bà Dũng. Xong thưa quý vị, có lẽ cái mối quan hệ của các phe đối với nhân vật trung tâm là Nguyễn Thành Phong, việc chả Nguyễn Thành Phong nó đã trở thành một cái giọt nước tràn ly. Như quý vị đã biết, trước đây 2 ngày, trong một cái giao ban trực tuyến của Thủ tướng Phạm Minh Chính đối với các cái tỉnh phía Nam, mà cái hiện tượng lây lan bùng phát của đại dịch Covid-19 ở cái mức độ theo Phạm Minh Chính đánh giá là cực kỳ nguy hiểm. Ông Phạm Minh Chính đã đưa ra các cái chỉ thị, nghị quyết yêu cầu quân đội và Bộ Công an tham gia dập dịch cùng với thành phố Sài Gòn. Và thưa quý vị, đó là lý do người dân Sài Gòn trong ngày hôm qua 21 tháng 8 đã đổ xô ra đường tập trung vào các siêu thị để mua vét thực lương thực thực phẩm. Xong thưa quý vị, đến 14 giờ chiều thì gió lại xoay chiều. Đó là truyền thông của nhà nước đưa tin Thường vụ Quốc hội không đồng ý những cái phương án mà Thủ tướng Phạm Minh Chính đưa ra áp dụng. Nó có những cái dấu hiệu được cho là liên quan tới tình trạng khẩn cấp, hay chúng ta có thể dùng một cái từ dễ hiểu là thiết quân luật. Theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ không có cái quyền ra lệnh như vậy, vì theo khoản 2 điều 42 Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm đã quy định rất rõ, đó là chỉ có duy nhất Ủy ban Thường vụ Quốc hội mới có quyền ban bố tình trạng khẩn cấp theo đề nghị của Thủ tướng. Trong trường hợp Ủy ban Thường vụ Quốc hội không họp thì Chủ tịch nước có quyền công bố. Thưa quý vị, nhưng tiếc rằng trước đó những cái buổi họp giao ban của ông Phạm Minh Chính với các lãnh đạo chính quyền địa phương đã cho thấy không được sự đồng thuận trong nội bộ ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam. Và rõ ràng một điều là Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ là người đứng sau trong cái việc không ủng hộ ông Phạm Minh Chính. Ở đây có lẽ chúng ta không mất thời gian nói nhiều về cái quan hệ của ông Vương Đình Huệ và ông Phạm Minh Chính. Nhưng rõ ràng nếu quý vị hiểu rằng đó là một cái mối quan hệ giữa hai ứng cử viên cho chức vụ kế cận chiếc ghế Tổng Bí thư của ông Nguyễn Phú Trọng, thì quý vị sẽ thấy nó là một cái điều hết sức nguy hiểm hiện nay. Thưa quý vị, cái tình hình đại dịch Covid-19 ở Sài Gòn hiện nay cần phải coi đó là một cái đám cháy lớn. Và nếu không dập tắt được cái đám cháy thì nó có thể dẫn tới nhiều hệ lụy, có thể ảnh hưởng tới sự tồn vong của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và cái câu hỏi làm sao để chấm dứt được đại dịch Covid-19 ở Việt Nam và đưa xã hội trở lại hoạt động một cách bình thường, hay nói đúng hơn, những cái biện pháp nào có thể ngăn chặn được đám cháy? Thưa quý vị, theo chúng tôi, trước hết, ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam phải thống nhất về chiến lược cũng như các cái chiến thuật dập dịch. Nếu coi cái đại dịch Covid-19 đang ở Sài Gòn hiện nay là một đám cháy, thì trách nhiệm của những cái lãnh đạo cao cấp của Đảng Cộng sản Việt Nam, họ phải đồng tâm nhất trí để triệt tiêu nguồn cháy, không để cho nó cháy tràn lan, bằng cách cắt nguồn liệu cháy. Một cái câu hỏi đặt ra là vậy làm sao có thể ngăn được cái cơn bão mà nhiều điều nguy hiểm, kể cả một cái cuộc cách mạng, sự nổi loạn của dân chúng ập đến. Tuy nhiên chúng tôi nói với quý vị cái điều đó là không xảy ra, dù cái hy vọng của nó chỉ là 0,00 bao nhiêu phần trăm đó thôi. Hay nói hơn, đúng hơn, nó làm cái điều không thể. Nhưng một cái vấn đề làm thế nào để giảm thiểu thiệt hại hiện nay là một cái điều hoàn toàn có thể làm được nếu như ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam xử lý đại dịch trên cơ sở ý kiến tham khảo từ các chuyên gia và các nhà khoa học, chứ đừng có chấm dịch bằng chỉ thị nghị quyết như cái lối trong những ngày này người ta nói vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh để dập dịch, vận dụng tư tưởng Mác Lênin để dập dịch, vân vân và vân vân. Đó là những cái hành động khiêu khích mang tính gây cười của các cái lãnh đạo tuyên giáo ở Việt Nam hiện nay. Bởi vì thưa quý vị, nếu Sài Gòn bây giờ mà không tập trung dập dịch hay dập đám cháy thì cái đám cháy đó đã lan rộng sang các cái tỉnh phụ cận. Và Bình Dương là một cái biểu hiện, quý vị đã thấy nó đã vượt lên trên Sài Gòn.
và nếu tiếp tục để nó lan rộng sang các cái tỉnh ở phía Nam thì rất có thể không triệt tiêu được nguồn cháy, trong khi hàng loạt cơn bão đang dập dình chờ đợi để chôn vùi Đảng Cộng sản Việt Nam. Thưa quý vị, những cái điều chúng tôi vừa kể để quý vị thấy rằng đại dịch COVID-19 hiện nay đang bùng phát, chưa có xu hướng thuyên giảm. Ở Sài Gòn có lẽ đang được hình dung khi dịch đang lây diện rộng. Nó được ví như những đám cháy bùng phát dữ dội và các cơn bão chờ trực ập đến, xuất phát từ khi người dân thất nghiệp, không có việc làm rồi đói kém, hoang mang. Thưa quý vị, chúng tôi nói những cái điều đó để quý vị thấy rằng đó là những cái thực tế đang xảy ra hiện nay, chứ không phải hoàn toàn những cái luận điệu được cho là hù dọa. Bởi vì chúng tôi không thể chấp nhận được cái kiểu chống dịch bằng chỉ thị và nghị quyết mà các lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam từ trung ương tới địa phương, người ta vẫn cứ líu lo hót ngày hót đêm trong cái việc sử dụng tư tưởng Hồ Chí Minh, rồi vận dụng sáng tạo phương pháp luật của chủ nghĩa Mác Lênin trong phòng chống đại dịch COVID-19. Và thưa quý vị, trong một cái thời gian ngắn chỉ qua 2 tháng mà người ta đã 4 lần thay đổi các biện pháp chống dịch, và lần thứ tư đó là quyết định đưa công quân đội và công an vào cuộc để thắt chặt, siết chặt phong tỏa, và người ta nói sẽ giao cho lực lượng quân đội cũng như công an cung cấp lương thực, thực phẩm cho người dân ở Sài Gòn. Thưa quý vị, những cái quyết định của Phạm Minh Chính phải nói thật là hoàn toàn duy ý chí. Ông Phạm Minh Chính không xét tới một cái điều kiện một thành phố có 10 triệu dân và nó có ít nhất khoảng 2 triệu hộ gia đình, thì làm sao với một lực lượng quân đội công an mà ông Phạm Minh Chính đưa từ miền Bắc vào có thể thay cho các shipper vận tải các cái lương thực, thực phẩm lo lắng trong 2 triệu hộ dân ở Sài Gòn sống trong cái tình cảnh đại dịch COVID-19 hiện nay. Chứ chưa nói cái sự phản đối của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nó là một cái điều cần thiết và chính xác. Đó là lý do người ta nói ông Phạm Minh Chính trong những cái ngày này đau đầu nhức óc, bởi vì những cái biện pháp chống dịch đều tỏ ra không có hiệu quả. Thậm chí người ta nói Phạm Minh Chính đã xa vào một cái ma trận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, và rất có thể chưa chấm dứt đại dịch COVID-19 thì người ta sẽ quyết định thay ông Phạm Minh Chính, bởi vì bất lực trước cái việc xử lý đại dịch COVID-19 là một cái vấn đề quan trọng nhất, trọng tâm nhất của lãnh đạo Việt Nam hiện nay. Bởi vì người ta nói ông Phạm Minh Chính trong suốt một thời gian sau khi nhậm chức Thủ tướng thì không có những biện pháp nào tỏ ra hữu hiệu, mà tất cả nó chỉ mang tính hô hào, theo tính phong trào. Thậm chí có những ý kiến cho rằng giao cho Phạm Minh Chính làm người chủ trì trong cái việc xử lý đại dịch COVID-19 ở Việt Nam hiện nay thì người dân Sài Gòn có lẽ chỉ có nước bó sát đem trột. Đó là lý do tại sao sau cái chỉ thị của ông Phạm Minh Chính vào ngày 19 tháng 8 thì dân Sài Gòn ngày hôm qua họ đã đổ xô đi mua hàng ở các cái siêu thị cũng như các trung tâm thương mại, bởi vì người dân Sài Gòn thực sự họ không tin tưởng vào chính phủ, không tin tưởng vào cái sự chỉ đạo chống dịch của ông Phạm Minh Chính cũng như lãnh đạo Sài Gòn. Nhất là người ta nghe một cái thông tin bắt đầu từ 0 giờ ngày 23 tháng 8 thì sẽ phong tỏa chặt chẽ thành phố hơn. Thưa quý vị, dù rằng những người dân ở Sài Gòn nói với chúng tôi rằng họ không bất ngờ, họ không hoang mang, nhưng người ta nghĩ với một cái biện pháp siết chặt chẽ hơn, cấm tuyệt đối người dân đi ra đường, và người ta không tin những cái biện pháp chống dịch hữu hiệu của chính phủ ông Phạm Minh Chính cũng như của ban lãnh đạo Sài Gòn hiện nay. Và đó là lý do quý vị thấy ông Nguyễn Văn Nên hai ngày hôm nay không xuất hiện ở truyền thông, do người dân ở Sài Gòn người ta không tin tưởng vào các cái chính sách chống dịch. Đó là lý do tại sao người ta càng không tin vào cái chuyện lời hứa của Thủ tướng Phạm Minh Chính khi cho rằng cho quân đội, công an vận chuyển lương thực, thực phẩm, thậm chí lo từng bữa ăn hàng ngày, từng viên thuốc cho người bệnh. Chính vì sự mất lòng tin của dân chúng Sài Gòn đối với chính phủ nên từng hộ gia đình ở Sài Gòn người ta cần phải chuẩn bị, họ cứu họ trước khi
nhà nước yếu. Đó là lý do tại sao trong suốt ngày hôm qua, một cái lượng dân số khổng lồ đổ xô vào các cái siêu thị, các nhà thuốc chen lấn nhau để mua hàng và kiếm thuốc dự trữ. Theo truyền thông nhà nước mô tả, các cái quầy hàng đã bị gò mua trống trơn, nhà thuốc khách xếp hàng dài lấn cả ra ngoài vỉa hè. Rồi các cái biện pháp 5K không một ai tuân thủ, người nọ sát với người kia chen lấn. Và người ta nói sau cái ngày hôm qua 21 tháng 8, 7 ngày sau quý vị sẽ thấy kết quả. Chắc chắn con số nhiễm mới COVID-19 sẽ tăng vọt. Có những ý kiến cho rằng người dân Sài Gòn quá lo lắng vì cái bữa ăn của họ mà họ quên mất cái sự nguy hiểm của biến chủng Delta. Mà người ta nói chỉ có 5 giây mà quý vị sơ ý là có thể nhiễm. Thưa quý vị, dù rằng tại cái thời điểm đó hệ thống truyền thông của nhà nước ra rả chấn an nhân dân là chắc chắn cung cấp đầy đủ hàng hóa cho tận nhà đối với người dân, và cái lực lượng thực hiện này hãy yên tâm bởi công an và quân đội. Thưa quý vị, rất may là người dân Sài Gòn mất niềm tin vào chính phủ, và những cái người mua sắm ngày hôm qua mua được hàng hóa, người ta sau khi nghe bãi bỏ những cái quyết định phong tỏa thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu từ 0 giờ ngày 23 tháng 8 thì người ta mỉm cười rạng rỡ vì người ta đã đoán trúng tim đen của cái sự bất hòa trong nội bộ ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam. Bởi vì có nhiều lần giãn cách, nhiều lần cách ly, người dân Sài Gòn bây giờ không tin tưởng vào chính quyền. Họ cứ nghĩ cứu thân mình trước cho nó an tâm. Thế là thưa quý vị, người ta chen nhau đi, người ta ùn ùn đi để tích trữ hàng hóa. Tuy nhiên thưa quý vị, không phải là một cái vấn đề tất cả người dân Sài Gòn ở một cái tâm thế như vừa kể, mà có một cái bộ phận lớn người dân ở Sài Gòn thì họ bình thản như không. Họ không quan tâm đến cái vấn đề bữa ăn của họ ngày mai ra sao. Chúng tôi nói những điều đó có lẽ có những quý vị sẽ cho rằng chúng tôi nói những cái điều hàm hồ, không có căn cứ. Bởi vì ai mà không lo cho bữa ăn của họ? Thưa quý vị, chúng tôi xin trả lời để quý vị hiểu rằng đó là một cái số đông bộ phận người nghèo. Họ bình thản, họ chả quan tâm. Họ thấy ngạc nhiên tại sao các cái nhà giàu lại lo lắng tới bữa ăn như vậy. Xong thưa quý vị phải hiểu rằng một cái số đông người nghèo họ bình thản bởi vì họ chẳng có tiền để mua. Họ lo ăn từng bữa, ăn bữa này lo bữa mai, tiền trong túi còn chẳng có thì lấy đâu để tiền vào siêu thị mua hàng về dự trữ để ăn trong một tuần hay nửa tháng. Và đó là lý do các cái nhà nghiên cứu xã hội học người ta nói đa số người dân Sài Gòn, những cái người được gọi là tận cùng của xã hội, họ chấp nhận buồn xuôi, họ mặc cái sự sống của họ, kể cả thân xác của họ đến đâu thì đến, và người ta vẫn nuôi hy vọng rằng sẽ tiếp tục nhận được sự trợ giúp của các cái đội từ thiện hay các nhà hảo tâm. Xong thưa quý vị, lại có những biện pháp yêu cầu cấm hoạt động của các shipper cũng như các nhóm thiện nguyện. Thì quý vị suy nghĩ gì về một cái sự tiền hậu bất nhất của chính phủ cũng như chính quyền thành phố? Thưa quý vị, ngày hôm qua vào khoảng 2 rưỡi chiều thì bắt đầu xuất hiện lẻ tẻ các cái tin tức liên quan đến việc hủy cái lệnh của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Theo đó, truyền thông nhà nước đưa tin nhỏ giọt cho thấy quân đội và công an sẽ không phát lương thực đến nhà cho người dân, mà cái nhiệm vụ này sẽ do một tổ công tác đặc biệt sẽ phát tận tay cho người dân, và lực lượng công an quân đội chỉ là một thành viên của cái đoàn đó để đưa lương thực, thuốc men cho nhà dân. Đó là cái biểu hiện ban đầu thưa quý vị, tức là giảm dần vai trò của quân đội và công an. Xong sau đó khoảng một tiếng đồng hồ thì chính thức truyền thông nhà nước tuyên bố thành phố Hồ Chí Minh không thực hiện phong tỏa trong 2 tuần tới, tức là bãi bỏ những cái chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ ông Phạm Minh Chính. Và điều này được ông Phạm Đức Hải, Phó trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của Sài Gòn khẳng định. Theo ông Phạm Đức Hải, thành phố Hồ Chí Minh không thực hiện tình trạng khẩn cấp về phòng chống dịch COVID-19 bởi vì theo quy định khoản 2 điều 42 luật phòng chống truyền nhiễm quy định
chỉ có Ủy ban Thường vụ Quốc hội mới có thẩm quyền ban bố tình trạng khẩn cấp theo đề nghị của Thủ tướng. Nhưng hiện nay, Thủ tướng chưa trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đó là lý do thành phố không thực hiện các cái chỉ thị của Thủ tướng. Theo ông Phạm Đức Hải, người dân ở thành phố hiện nay, ai ở vùng xanh, vùng vàng, sẽ được tạo điều kiện một tuần đi chợ một lần. Những người dân khó khăn sẽ nhận được những gói hỗ trợ do các cái tổ công tác đặc biệt phát thực phẩm miễn phí. Thưa quý vị, điều này là nó khác với chỉ thị của ông Phạm Minh Chính, tức là công an và quân đội vào cuộc đi mua hộ lương thực thực phẩm cho hộ dân. Còn thành phố quyết định tổ công tác đặc biệt sẽ phát thực phẩm miễn phí. Còn tại cái vùng mà người ta cho là vùng đỏ hay vùng cam, lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh thống nhất sẽ cung ứng theo hai nhóm. Những người dân có điều kiện chưa cần cái sự giúp đỡ, yêu cầu không đi ra ngoài, và tổ công tác sẽ cử người đi chợ giúp và người dân phải trả tiền. Còn những nhóm người có hoàn cảnh khó khăn sẽ được lãnh đạo thành phố hỗ trợ miễn phí. Tuy nhiên, thưa quý vị, có một cái quyết định mà chúng tôi thắc mắc. Theo đó, từ 0 giờ ngày 23 tháng 8 đến ngày 6 tháng 9, thành phố sẽ ngừng lực lượng giao hàng công nghệ, đó là các cái shipper tại thành phố Thủ Đức, các quận huyện, cụ thể như quận 8, quận 12, quận Gò Vấp, quận Bình Tân, quận Bình Thạnh, Bình Chánh, Hóc Môn. Còn các cái quận khác còn lại thì lực lượng shipper vẫn được hoạt động trong nội quận, nghiêm cấm việc di chuyển từ quận này sang huyện khác. Thưa quý vị, những cái quyết định của chính phủ ông Phạm Minh Chính rồi những cái thay đổi của lãnh đạo thành phố, điều đó chúng ta tạm gác cái sự bất đồng giữa thành phố Hồ Chí Minh và Thủ tướng Phạm Minh Chính, và chắc chắn nó có liên quan tới cái việc người ta phế truất đối với chủ tịch thành phố ông Nguyễn Thành Phong. Nhưng rõ ràng nó là một cái biểu hiện cho thấy tiền hậu bất nhất, trên dự bảo dưới không nghe, hay nói đúng hơn là sớm đúng chiều sai, đến mai lại đúng. Đó là cái tình trạng phổ biến của ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay, mà người ta nói trung ương gần như mất quyền kiểm soát đối với các chính quyền địa phương. Và đây là một cái biểu hiện rõ ràng nhất. Thưa quý vị, đó có lẽ là lý do tại sao nhà báo Đỗ Duy Ngọc đã lập tức gửi một cái tâm thư cho lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh. Theo nhà báo Đỗ Duy Ngọc: "Tôi rất biết các vị rất bận rộn trong việc ngăn chặn đại dịch virus Vũ Hán. Nó đang ở một cái hồi cao trào. Chúng tôi rất hiểu các vị đang lúng túng, bởi vì cái ghế chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố ông Nguyễn Thành Phong đang bị bỏ trống, chưa có ai thay thế. Tuy vậy, thay mặt cho nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, tôi mong các ngài thống nhất chỉ ban ra một văn bản duy nhất, ký bằng giấy trắng mực đen, phải đảm bảo trách nhiệm của người ký với những cái nội dung cụ thể trong việc tăng cường, siết chặt giãn cách từ ngày 23 tháng 8. Và đến bây giờ người dân Sài Gòn không hiểu rằng cái viện binh từ Hà Nội, đó là các cái lực lượng công an quân đội, phải rõ ràng cho nhân dân Sài Gòn biết, chứ không phải như cái kiểu cách quản lý thông tin như hiện nay. Ông nói gà, bà nói vịt, mỗi vị nói một khác. Báo chí thì đăng tin tùm lum, dân chúng tôi đọc không hiểu là biện pháp của các ông như thế nào. Các ông chỉ đạo chỉ riêng cái vấn đề thông tin cũng đã rối não quá rồi." Theo nhà báo Đỗ Duy Ngọc, tôi cũng phải nói thật với các ông, hiện nay dân chúng đổ xô ra đường đi mua thực phẩm, thuốc uống, thậm chí họ phải chấp nhận chen lấn ở các cái siêu thị, ở các cửa hàng, ở các tiệm thuốc. Trong ngày hôm qua, cũng do những cái thông báo tiền hậu bất nhất của quý vị, một cái biện pháp quan trọng trong mùa đại dịch như thế này, mà quý vị thì nhau phát biểu, mỗi ông phát biểu một cách, thì người dân loạn là đúng lắm rồi. Theo nhà báo Đỗ Duy Ngọc, ông cha ta nói lắm thầy thì thối mà, và tiên cách kỷ hậu tranh nhân, người xưa cũng nói như thế, nên xin các ông các bà quan lớn nhớ trò, dân chúng tôi khổ lắm rồi, đừng hành dân chúng tôi nữa. Thưa quý vị, có một anh bạn của tôi ở Sài Gòn,
có bày tỏ một cái suy nghĩ mà chúng tôi thấy cần phải giới thiệu với quý vị. Người bạn này của tôi trong một lá thư viết rằng: tôi đã chứng kiến Sài Gòn sụp đổ vào tháng 4 năm 1975. Tôi đã từng chứng kiến cái thời bao cấp, người dân Sài Gòn trước đó đang sống một cuộc sống sung túc đầy đủ, mà họ phải chấp nhận chen chúc chờ mua từng ký gạo, từng lít dầu hồi. Thậm chí người dân Sài Gòn của chúng tôi lúc đó chỉ thèm, không phải là thèm những cái bữa nhậu ê hề rượu bia, mà chúng tôi chỉ thèm một bữa cơm trắng không có độn. Và chúng tôi là một cái thế hệ chứng kiến bạn bè vượt biển, 10 đứa đi thì mất tích 2-3 đứa, rồi những cái đứa không có dịp vượt biển thì chết trong chiến tranh biên giới Tây Nam. Nhưng chưa bao giờ chúng tôi cảm thấy Sài Gòn trở nên khó thở, thậm chí là hỗn loạn như hơn một tháng qua. Và người dân chúng tôi bây giờ ở Sài Gòn, ai tin trời, tin Phật, bây giờ cũng chỉ biết gửi gắm niềm tin vào những lời cầu nguyện của họ mà thôi. Chứ còn đừng hỏi niềm tin của chúng tôi dành cho chính quyền, thì nó là những điều xa xỉ, nó mất từ lâu rồi. Cũng một lý do bởi họ không tin vào người dân chúng tôi. Theo đó họ là những cái quan chức cộng sản. Họ chỉ thích kiểm soát và kiểm soát, rồi ngay cả con virus là một thứ người ta không thể quan sát bằng mắt thường, vậy mà họ cũng muốn kiểm soát, không muốn cho kể cả virus COVID-19 nó tồn tại trong xã hội. Và cái bức thư đó, anh bạn tôi có nói thương quá Sài Gòn của tôi, khi mà tất cả chúng tôi chẳng biết ngày mai tương lai của chúng tôi sẽ ra sao. Thưa quý vị, đúng như bác sĩ Phạm Ngọc Thắng nói, chả có ở đâu mà lại có cái chuyện xử lý đại dịch COVID-19 mà như trẻ con bán hàng đồ chơi. Đùng một cái thì các ông nghĩ ra công tăng giãn cách lên 30 ngày. Rồi đùng một cái các ông lại thông tin triển khai quân đội công an phân phối thực phẩm. Vậy mà đùng một cái người dân phải tháo chạy về quê. Rồi đùng một cái dân chen nhau đi siêu thị vét sạch thực phẩm. Vậy mà người ta chuẩn bị như vậy rồi thì đùng một cái quân đội lại tuyên bố không tham gia, không đi phát lương thực và thực phẩm, cũng như không thực hiện biện pháp khẩn cấp sau 2 tuần. Chưa hết thưa quý vị, lại đùng một cái vừa mới nói có 1.000 điểm bán hàng lưu động từ tháng 7, rồi cuối cùng cái chương trình đó chả thấy đâu, lặn mất tăm luôn. Rồi đùng một cái không rõ điểm bán thực phẩm sẽ ra sao, khi người ta nói người ta sẽ triển khai xe của quân đội vận chuyển rau củ từ Đà Lạt, và đương nhiên họ sẽ phân phối tận tay cho từng gia đình, hoặc họ giúp dân đi chợ thay cho dân. Rồi lại đùng một cái ai ở đâu ở yên đấy, tức là có những dấu hiệu cho thấy họ sẽ ban hành một cái tình trạng khẩn cấp thiết quân luật. Vậy mà xong đùng một cái lại thay đổi, người dân vùng xanh được đi chợ một tuần một lần. Rồi lại đùng một cái di biến động dân cư kiểm soát khai báo di chuyển. Rồi lại đùng một cái ngừng, không áp dụng, lại sử dụng cái vấn đề quản lý hoạt động của cái lực lượng shipper. Lại đùng một cái không cho shipper hoạt động giao hàng ở một số quận huyện. Thưa quý vị, cái thay đổi liên tục các cái chính sách mà đúng theo cái mà chúng tôi nói, sớm đúng chiều sai, đến mai thì hủy. Chưa hết thưa quý vị, đùng một cái yêu cầu người dân phải đi xét nghiệm cộng với việc cấp tập tiêm chủng, rồi lại hy vọng rằng sẽ tách được F0 ra khỏi cộng đồng. Và trong một tháng gần đây bắt đầu áp dụng trở lại việc test nhanh, và người ta nói đó là những hành động ngu xuẩn, không bao giờ có thể xử lý theo chiều hướng đó để dập dịch. Theo bác sĩ Phạm Ngọc Thắng nói chung, cứ đùng đùng đoàn đoàn như vừa kể, nó là cái cách người ta tạo ra những cái sự hoảng loạn, hỗn loạn không cần thiết cho dân chúng. Và hình như nó là một cái âm mưu của một thế lực hay một nhóm của lãnh đạo thành phố. Người ta đang cố tình tạo ra những cái tình trạng hỗn loạn của Sài Gòn như hiện nay. Thưa quý vị, có những ý kiến cho rằng vai trò của ông Lê Thanh Hải hiện nay đối với nhóm quyền lực đang nắm giữ trong việc điều hành hàng ngày của lãnh đạo Sài Gòn, tức là những cái tác động của Lê Thanh Hải vẫn hoàn toàn chủ động trong cái việc có thể cầm cân nảy mực
trong cái viện pháp chống dịch của thành phố Hồ Chí Minh, mà đỉnh cao là Lê Thanh Hải đã chỉ thị cho bà Trương Mỹ Lan, bà chủ của tập đoàn Vạn Thịnh Phát, cung ứng cho thành phố Hồ Chí Minh 5 triệu liều vaccine. Và thưa quý vị, ban lãnh đạo Hà Nội đã sớm phát hiện ra những cái âm mưu của Lê Thanh Hải, muốn gây rối loạn ở Sài Gòn, muốn làm ngăn cản trong cái việc tiêm chủng cộng đồng. Mà lẽ ra thành phố Hồ Chí Minh với một cái kế hoạch sẽ kết thúc vào ngày 31 tháng 8 tới đây. Và thưa quý vị, đó chính là lý do tại sao hai lô vaccine, mỗi lô 1 triệu liều mà Vạn Thịnh Phát đưa về Sài Gòn đã bị Bộ Y tế cầm chân trong một cái thời gian rất dài, rồi sau đó mới được đưa vào tiêm chủng. Và kể cả lô thứ hai 1 triệu liều hiện nay vẫn đang được Bộ Y tế ngâm cứu, để đó vẫn chưa chuyển cho Sài Gòn và cho phép Sài Gòn tiêm chủng cho người dân. Và người ta nói đó là những cái đối mặt của ông Phạm Minh Chính hiện nay. Và Quốc hội của ông Vương Đình Huệ cũng như ông Nguyễn Phú Trọng đã ủng hộ cho những cái tác động của Lê Thanh Hải. Thưa quý vị, như chúng tôi đã nói với quý vị, nó có một sự bất đồng nghiêm trọng. Thực tế nó là một cái vấn đề mà chính phủ trung ương của ông Phạm Minh Chính mất kiểm soát đối với thành phố Hồ Chí Minh. Và đặc biệt sau khi ông Phạm Minh Chính truất quyền thi đấu của ông Lê Thành Phong, một cái người được ví như đại tướng quân chỉ đạo cái việc chống dịch ở Sài Gòn, về phía ông Phạm Minh Chính thì cho rằng ông Nguyễn Thành Phong có những biểu hiện cố gắng làm trái các ý kiến chỉ đạo của chính phủ. Tuy nhiên ban lãnh đạo Sài Gòn thì nói trung ương không được can thiệp sâu cái lối cầm tay chỉ việc như hiện nay, vì đó là một cái việc làm hết sức nguy hiểm, thậm chí nó biểu thị cho cái sự coi thường của lãnh đạo miền Bắc đối với người dân Sài Gòn. Đó là lý do người dân Sài Gòn không đồng tình với chính phủ trung ương. Người ta nói những cái ngày gần đây, đặc biệt trong cái việc quyết định không chấp nhận chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính, nó là những bằng chứng cho thấy lần thứ N chính quyền Việt Nam và chính quyền thành phố nói một đằng làm một nẻo. Họ càng bảo người dân ngồi im thì người dân Sài Gòn càng sợ bị chính quyền miền Bắc đánh úp họ. Đó là lý do họ phải đổ ra đường mua sắm thực phẩm, thuốc men dự trữ là một cái điều đương nhiên. Rồi cái việc đưa những cái thông tin bác bỏ những quyết định của Thủ tướng thì đưa ra mập mờ nửa vời. Ban đầu thì nói sử dụng quân đội, nhưng không nói có thiết quân luật hay ban bố tình trạng khẩn cấp hay không, mà chỉ nói chung chung ai ở đâu thì ở yên đó. Rồi thậm chí còn nói không phải là tình trạng phong tỏa, nhưng mà rõ ràng người ta sẽ không cho phép người dân ra đường. Và cái điều úp úp mờ mờ đó nó càng làm cho người Sài Gòn vốn đã dễ rung cảm càng thêm hoang mang và lo lắng. Trong khi đó những cái dân ngụ cư ở Sài Gòn thì không nhiều, nhưng mà những cái dân ở ngoại tỉnh về Sài Gòn thì rất đông. Đó là lực lượng sinh viên, công nhân cũng như gia đình của họ. Thậm chí cái lực lượng này bây giờ họ không còn phải khai báo tạm trú tạm vắng. Và cái mối lo thành phố Sài Gòn bị phong tỏa toàn bộ, nhưng đồ ăn cứu trợ không tới tay mình, rồi chính quyền bỏ đói nhân dân là một cái điều chắc chắn có thực, bởi vì nó đã xảy ra từ trước cho đến hôm nay. Và một cái bằng chứng cụ thể để cho quý vị thấy đó là trong những tuần qua, tình trạng hệ thống an sinh xã hội ở Sài Gòn, chính quyền hoàn toàn bất lực. Tất cả đều trông chờ vào những sự trợ giúp của các cái nhóm thiện nguyện hay các cái tổ chức dân sự, xã hội dân sự. Mà bản thân ông Phó Bí thư Thường trực thành phố Hồ Chí Minh lúc đó là ông Phan Văn Mãi còn nói phải huy động sức dân để giúp dân. Đó là lý do người dân Sài Gòn người ta nói bây giờ nói gở mồm, lỡ có mệnh hệ gì thì cũng chưa chắc đã cứu giúp kịp thời. Mà tình hình trong thời gian tới không rõ sẽ ra sao. Đó là lý do người ta nói trước sau người dân phải dựa vào người dân, phải tìm cách tự cứu mình trước khi đợi chính quyền hỗ trợ. Trong khi đó, người dân Sài Gòn hết sức bức xúc tại sao một cái thành phố Sài Gòn là một đầu tàu kinh tế của cả nước,
hàng năm đóng những khoản ngân sách khổng lồ, nhưng người dân Sài Gòn, đặc biệt là giới lao động nghèo thì vẫn hoàn nghèo, và cái số lượng người nghèo ở Sài Gòn thì không phải là ít. Và nếu như ông Phạm Minh Chính ra một cái quyết định mà được lãnh đạo thành phố chấp nhận đóng cửa hoàn toàn thành phố, thì những cái lực lượng lao động nghèo, những người lao động tự do, họ lấy gì mà ăn? Thậm chí họ chỉ hy vọng một ngày được hai gói mì tôm cho mỗi nhân khẩu là một cái điều hạnh phúc nhất của họ. Đó là lý do giới phản biện cũng như dư luận xã hội ở thành phố Hồ Chí Minh, người ta có một số đề nghị với chính quyền thành phố và chính quyền trung ương. Thứ nhất là cần phải lấy lại uy tín bằng các phát ngôn của quan chức chính phủ đã nói là phải làm. Cái gì không làm được thì đừng tuyên bố. Vấn đề thứ hai, trong vấn đề thông tin cho dân chúng phải nói rõ, không được mập mờ, để cho người dân còn biết đường lo liệu. Chứ đừng úp úp mờ mờ để cho dân tự suy diễn phần còn lại. Đó là một điều cực kỳ nguy hiểm. Vấn đề thứ ba đó là nếu có đưa ra những cái quyết định nào mới thì cần phải tính toán các cái nhóm dân không có tạm trú, tạm vắng. Đừng có ra những cái chỉ thị yêu cầu xác minh của địa phương vân vân và vân vân. Nó là một cái điều cực kỳ vô nhân đạo, y như những cái đợt cấp phiếu đi chợ trong thời gian vừa qua. Ngoài ra một cái điều mà lãnh đạo thành phố cần phải quan tâm, đó là phải tạo điều kiện cho các nhóm thiện nguyện tiếp tục hoạt động, bất kể phương án của thành phố hay trung ương yêu cầu phong tỏa đi chăng nữa, thì những cái nhóm thiện nguyện là một cái cầu nối, là một cái động mạch để cung cấp sự sống cho một số lượng dân chúng rất lớn là những cái thành phần lao động nghèo. Vấn đề thứ năm đó là chính quyền trung ương cần phải mạnh tay giải ngân các gói hỗ trợ cho Sài Gòn. Ở đây chúng tôi cũng phải nói rõ với quý vị, Sài Gòn xin trung ương 28.000 tỷ, 142.000 tấn gạo để cứu đói, nhưng chính quyền trung ương mới chỉ cấp cho một nửa. Tại sao lại chỉ cấp một nửa mà không phải là cấp hết? Bởi vì người dân Sài Gòn nói, những cái tiền ở trong dự trữ quốc gia, nó là tiền, trong đó có tiền đóng góp của người dân thành phố Hồ Chí Minh. Họ đã làm lụng đóng góp bao nhiêu năm nay, và đến nay là lúc nhà nước phải trả lại cho họ, chứ họ không hề xin xỏ. Rồi kể cả cái việc đưa quân đội công an vào với một cái kế hoạch đưa vào áp dụng một cái tình trạng khẩn cấp, thì phải tuyên bố rõ ràng đó là tình trạng khẩn cấp. Bởi vì tình trạng khẩn cấp nó là một tình trạng cho phép chính quyền dùng những biện pháp đặc biệt. Với cái tình trạng khẩn cấp thì có thể hạn chế hoặc thậm chí chấm dứt những cái quyền tự do của công dân. Nhiều đạo luật có thể bị đình chỉ hoặc hạn chế thi hành. Thưa quý vị, trước đó sau khi có cái mệnh lệnh của Thủ tướng Chính phủ ông Phạm Minh Chính, đó là yêu cầu ai ở đâu phải ở yên đó, nhà báo Tâm Chánh của báo Tuổi Trẻ đã có cái nhận xét khi quân đội vào Sài Gòn. Theo nhà báo Tâm Chánh, cái mệnh lệnh ai ở đâu ở yên đó của Thủ tướng có lẽ bị lầm tưởng đó là một mục tiêu chống dịch, song đó chỉ là một cái điều kiện để các cái giải pháp chống dịch có thể triển khai và phát huy hiệu quả. Và đó có lẽ là lý do tại sao Phạm Minh Chính quyết định huy động quân đội và công an vào Sài Gòn. Trong cái điều kiện hiện nay, theo nhà báo Tâm Chánh, virus Vũ Hán chưa có thuốc chữa, chích ngừa và các biện pháp 5K, nó chỉ là cái giải pháp phòng tránh mà thôi. Song những cái giải pháp đó chỉ có hiệu quả khi cả xã hội đồng lòng thực hiện. Phải làm được như vậy thì mới tạo ra một môi trường để mỗi người, mỗi nhà, mỗi cộng đồng cư trú cùng hành động kịp thời, đồng loạt, nhất quán. Nó là điều kiện quyết định sự thành bại của cái việc chống đại dịch Covid-19 hiện nay. Vậy mà tại sao lãnh đạo trung ương, cụ thể là Quốc hội, không chấp nhận những cái yêu cầu của ông Phạm Minh Chính, rồi lãnh đạo Sài Gòn nhanh chóng thay đổi các cái quyết định khi chưa có những cái công bố của Thủ tướng, mà họ vin vào những cái quy định cho rằng chỉ có Ủy ban Thường vụ Quốc hội mới ra quyền ban bố cái tình trạng khẩn cấp, để rồi bãi bỏ mệnh lệnh của Thủ tướng Trung ương. Một Sài Gòn hiện nay đang ở một cái tình trạng hết sức khó khăn và nghèo như vậy,
Vậy mà tại sao lãnh đạo thành phố và lãnh đạo trung ương lại lạc nghiệp? Và điều đó nó sẽ tạo ra một Sài Gòn túng bấn, rồi sẽ bắt đầu đi vào những cái cơn khủng hoảng do những cái hoạn nạn của người dân. Và điều đó nếu không kiểm soát được, Sài Gòn sẽ vỡ trận. Vấn đề bây giờ là một cái sự quyết tâm, một sự chỉ đạo đồng nhất, nó không phải là không có vaccine, nó không phải là có năng lực điều trị hay sự xuống cấp của hệ thống y tế, nó không phải do thiếu thốn phương tiện chống dịch, mà quan trọng là thiếu một cái sự quyết tâm, thiếu một cái sự đoàn kết trong ban lãnh đạo từ trung ương tới địa phương. Lẽ ra cần phải hiểu rằng quyết định của Thủ tướng đưa quân đội và công an vào Sài Gòn để thực hiện một cái chủ trương ai ở đâu ở yên đấy, phải hiểu rằng đó là cái việc cần thiết để phát huy hết khả năng thực thi trong một cái chiến lược khoanh vùng lây nhiễm để cầm cự, chờ vaccine về để tiêm phòng và triển khai phát huy hiệu quả. Theo nhà báo Tâm Chánh, cái việc Thủ tướng chỉ thị ai ở đâu ở yên đó là một cái biện pháp cấp thời và nhẫn nại, có tác dụng kích ứng điều kiện để chờ vaccine để tiếp tục tiêm chủng mở rộng. Và phải hiểu quyết định của Thủ tướng Chính phủ khi đưa quân đội và công an vào Sài Gòn, mục tiêu duy nhất của Thủ tướng là để thiết lập điều kiện cho sự chờ đợi căng thẳng, để đến khi vaccine về thì tất cả mọi việc nó sẽ bình ổn. Thưa quý vị, theo chúng tôi, cái vấn đề này nó không phải vấn đề nhỏ. Nó là cái sự bất đồng một cách sâu sắc và rõ ràng. Nó ảnh hưởng tới sinh mệnh của người dân, đặc biệt người dân ở Sài Gòn. Chỉ mới trước đây 2 ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đưa ra những chính sách ngừa quân đội và công an và phối hợp với Sài Gòn để kiểm soát dịch bệnh. Theo chúng tôi có lẽ, ông Phạm Minh Chính đã lo lắng với sự chi phối của thế lực chính trị của Lê Thanh Hải và việc đưa công an quân đội vào để tăng cường sự kiểm soát quyền lực ở thành phố Hồ Chí Minh mà là cái điều mà ông Phạm Minh Chính mong muốn. Tất cả cái vấn đề nó chỉ là ở đó mà thôi. Nhưng thưa quý vị, thực ra cái quyết định của ông Phạm Minh Chính nó mang tính chính trị, nhưng ông Phạm Minh Chính không có những cái tầm nhìn rộng để thấy rằng quân đội và công an không thể làm thay thế, mà cái điều quan trọng là chính quyền Sài Gòn phải tuân thủ các cái chỉ thị cũng như chỉ đạo của chính phủ. Thế là đủ. Thưa quý vị, những cái thông tin liên quan tới đại dịch COVID-19 chắc hẳn khiến cho quý vị hoang mang, thậm chí là đau đầu. Nhưng thưa quý vị hãy yên tâm. Để quý vị giải tỏa được những cái nỗi lo lắng, đặc biệt là những cư dân ở thành phố đang là quý khán thính giả của KTV, quý vị nên nhớ ở đất nước Ba Lan cách đây vài tháng, họ cũng phong tỏa còn nghiêm ngặt hơn ở Sài Gòn hiện nay. Và chính phủ Ba Lan đã thành công. Thưa quý vị, chúng tôi nhận được một cái bài viết của nhà báo Phan Châu Thành, một người Ba Lan gốc Việt. Bài viết có tiêu đề Ba Lan đã phong tỏa như thế nào? Chúng tôi xin giới thiệu để quý vị thấy rằng chính quyền Ba Lan cách đây vài tháng, người ta ở một cái tình trạng còn nguy hiểm hơn Sài Gòn trong những giờ phút này. Theo nhà báo Phan Châu Thành, Ba Lan đã trải qua 3 đợt dịch nặng, có những lúc lên tới 35.000 ca lây nhiễm cho một ngày. Một ngày có tới 1.000 người tử vong, và Ba Lan đã phong tỏa 3 lần. Lần thứ nhất từ ngày 23 tháng 3 năm 2020 đến ngày 20 tháng 4 năm 2020, tức là 4 tuần trên phạm vi toàn quốc. Rồi một lần nữa là từ 23 tháng 10 năm 2020 đến 17 tháng 1 năm 2021, tức là 13 tuần. Rồi lần thứ 3 từ ngày 17 tháng 3 năm 2021 đến ngày 28 tháng 4 năm 2021 là 6 tuần, nhưng phong tỏa cục bộ trên 11 tỉnh nặng nhất. Và cả 3 lần, những cái việc phong tỏa đều đem lại các kết quả khống chế được dịch bệnh và hạn chế tối đa thiệt hại cho kinh tế xã hội. Theo nhà báo Phan Châu Thành, theo dự đoán của Liên minh châu Âu thì Ba Lan sẽ thuộc nhóm các quốc gia phục hồi nhanh nhất sau đại dịch, và người ta chỉ cần một năm rưỡi để trở lại tình trạng trước dịch. Vậy kinh nghiệm của Ba Lan là gì? Theo nhà báo Phan Châu Thành,
Một cái vấn đề hữu hiệu nhất trong hạn chế dịch bệnh là phải đóng cửa trường học, đóng cửa các trường đại học, cấm tập trung đông người từ 10 người trở lên. Vấn đề thứ hai là đóng cửa các cái cửa hàng, chỉ cho mở những cửa hàng bán đồ thiết yếu đem lại hiệu quả, chỉ ở mức 17,5%. Biện pháp bắt buộc người ở trong nhà thì chỉ có hiệu quả rất thấp, dưới 17,5%. Biện pháp đóng cửa các quán ăn đem lại một cái hiệu ứng thấp nhất. Đó là việc quan trọng nhất, không được để tập trung đông người trên 10 người mới là một cái vấn đề quan trọng. Ngay cả khi phong tỏa trong tình trạng căng thẳng nhất thì chính phủ Ba Lan vẫn tuân thủ: một, không đóng cửa các siêu thị, các chợ, các cửa hàng thực phẩm, hiệu sách hay các cái hiệu bán các nhu yếu phẩm cần thiết, mà các cửa hàng đó chỉ phải hạn chế nhận khách, chỉ được một khách trên mỗi 15 mét vuông của cửa hàng trong cùng một lúc. Vấn đề thứ hai là chính phủ Ba Lan yêu cầu tổ chức lại phương thức làm việc của các nhà máy, các siêu thị theo nguyên tắc chia ra các nhóm, hoặc làm một ngày làm một ngày nghỉ, hoặc cách nhau ít nhất là một giờ để các toán không có cơ hội tiếp xúc trực tiếp với nhau, và một giờ dừng lại đó để làm vệ sinh và khử trùng. Điều đó nó cho thấy nếu ai đó bị nhiễm trong một nhóm thì chỉ một nhóm đó bị và những nhóm khác vẫn làm việc bình thường. Biện pháp thứ ba, đó là chính phủ Ba Lan tổ chức giờ mua hàng dành riêng cho những người già trên 60 tuổi. Đó là một cái nhóm đối tượng dễ nguy hiểm nhất, và người ta ưu tiên vào cái giờ từ 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa. Vấn đề thứ tư là họ tổ chức mở các siêu thị thậm chí từ 5 giờ sáng đến 1 giờ sáng ngày hôm sau, để giãn cách giảm tải lượng khách hàng đến mua cùng một lúc. Các quán ăn họ vẫn cho phép bán nhưng với yêu cầu phải mang về. Điều đó để đảm bảo không thiếu thực phẩm, rồi các chuỗi cung ứng vận tải vẫn hoạt động bình thường, vân vân và vân vân. Song một cái điều quan trọng đó là chính phủ Ba Lan đã tập trung vào cái việc tiêm chủng và cái việc đăng ký tiêm chủng thông qua đăng ký online hoặc tổng đài điện thoại hẹn giờ chính xác người dân đến sẽ được tiêm ngay. Và thưa quý vị, những cái thành tích vừa kể nó còn rất nhiều, nhưng thời gian có hạn nên chúng tôi chỉ giới thiệu để quý vị thấy rằng cuối cùng Ba Lan đã đạt được những cái thành quả. Đó là ngày 31 tháng 7 vừa qua, trong 3 ngày 29, 30, 31, đã tổ chức một cái đại nhạc hội Polen Rock 2021, có tới 20.000 người khán giả đã đến tham dự đồng thời một lúc. Tuy nhiên, chính phủ Ba Lan yêu cầu những cái khán giả tới dự phải có những cái chứng nhận tiêm chủng 100% mới cho phép mua vé. Rồi trước khi vào cái sân vận động để dự đại nhạc hội thì phải xét nghiệm. Thưa quý vị, chúng tôi nói những cái điều đó để quý vị thấy rằng cái việc hạn chế rồi phong tỏa vân vân nó là những cái biện pháp cần thiết, nhưng nó khoa học hơn chứ không thể cứng nhắc như Sài Gòn đã và đang áp dụng trong 2 tháng vừa qua. Và nếu như có những cái biện pháp chống dịch một cách khoa học hơn, hiệu quả hơn, phù hợp với đặc tính của virus corona, thì chắc chắn đời sống của người dân sẽ không khó khăn như hiện nay. Thưa quý vị, chuyển sang một cái nội dung liên quan tới ý kiến của một số quý khán thính giả đề nghị Can TV đi sâu phân tích cái sự sụp đổ của chính quyền Afghanistan trong những ngày qua. Nó có giống như cái sự sụp đổ của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa trước đây ở Sài Gòn năm 1975 hay không? Thưa quý vị, trước tiên chúng ta cần phải hiểu rằng khi người ta so sánh cái cuộc chiến ở Afghanistan với cái cuộc chiến ở Sài Gòn từ năm 1954 tới tháng 4 năm 1975 ở Việt Nam, nó là một cái điều mà chính quyền Việt Nam hiện nay hết sức dị ứng. Nếu quý vị biết rằng vào tối ngày 19 tháng 8 năm 2021, báo Quân đội Nhân dân, tiếng nói của Quân ủy Trung ương, cơ quan ngôn luận của Bộ Quốc phòng Việt Nam đã cho đăng tải một cái bài viết với nội dung họ phản bác sự so sánh giữa cuộc chiến ở Afghanistan vừa qua với cái cuộc chiến ở Việt Nam. Một cái điểm đáng chú ý trong cái bài báo đăng trên báo Quân đội Nhân dân, người ta
liệt kê những cái tội ác của đế quốc Mỹ trong thời gian chiến tranh. Thưa quý vị, cái bài báo đăng trên báo Quân đội Nhân dân được đăng tải gần như lập tức khi nhiều người dùng mạng xã hội ở Việt Nam cũng như người Việt Nam ở nước ngoài, họ đã so sánh sự kiện sụp đổ của chính quyền Sài Gòn năm 1975 với cái sự thất thủ của chính quyền Gabni, một cái chính phủ Afghanistan được người Mỹ chống lưng và ủng hộ. Song thưa quý vị, có một điều đáng chú ý, đó là bài báo được đăng tải trước mấy ngày mà Phó Tổng thống Hoa Kỳ và Kamala Harris sẽ tới thăm chính thức Việt Nam. Vậy mà không hiểu lý do gì, báo Quân đội Nhân dân đã có đoạn như sau: đế quốc Mỹ không ngừng đánh phá, giết hại đồng bào ở miền Nam. Chúng dùng không quân, hải quân bắn phá miền Bắc, ném bom cả vào nhà thờ, trường học, với ý đồ đưa miền Bắc Việt Nam trở lại thời kỳ đồ đá. Thậm chí báo Quân đội Nhân dân có nói đó là những cái hành động tội ác. Chưa hết thưa quý vị, báo Quân đội Nhân dân đã tố cáo đế quốc Mỹ và bè lũ Tây Sai, theo họ luôn luôn xuyên tạc bịa đặt về cuộc cải cách ruộng đất ở Việt Nam, về cuộc tấn công nổi dậy Mậu Thân năm 1968, nhằm bôi nhọ Đảng Cộng sản Việt Nam. Thưa quý vị, một cái điều đáng chú ý đó là bài báo vừa kể được đăng trên báo Quân đội Nhân dân sau sự kiện phiến quân Taliban đất lật đổ chính phủ Afghanistan và nắm quyền quản lý đất nước Afghanistan. Chưa hết thưa quý vị, ngay sau đó, phó phát ngôn nhân của Bộ Ngoại giao Việt Nam bà Phạm Thu Hằng, thưa quý vị ở đây phải nhấn mạnh là phó phát ngôn chứ không phải người phát ngôn chính, hai bà này cùng tên là Hằng, một bà là Lê Thị Thu Hằng và một bà Phạm Thu Hằng. Bà Phạm Thu Hằng, phó phát ngôn nhân của Bộ Ngoại giao Việt Nam, nói về báo giới trong nước và quốc tế tại cuộc họp báo thường kỳ tại Hà Nội. Theo đó, chiến thắng và thắng lợi của Bắc Việt Nam vào ngày 30 tháng 4 năm 1975 là thắng lợi chính nghĩa và được quốc tế ủng hộ. Theo bà Hằng, đây là một cuộc chiến được người yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới ủng hộ. Trong khi đó, nhà nghiên cứu quốc tế Đinh Kim Phúc, một giảng viên đại học ở Sài Gòn, nhận xét về cái bài báo đăng trên báo Quân đội Nhân dân cho biết: tôi thật thất vọng. Tại sao Việt Nam chúng ta nhận được với sự giúp đỡ to lớn của Hoa Kỳ về vấn đề kinh tế, an ninh, quốc phòng, và đặc biệt trong thời gian gần đây, đó là cái sự giúp đỡ trong cái việc xử lý đại dịch Covid-19. Việt Nam đã nhận được rất nhiều quà tặng, cũng như vaccine, thuốc, các phương tiện và vật tư y tế. Không hiểu lý do gì mà báo Quân đội Nhân dân lại dở những cái dòng điệu chống Mỹ cứu nước để lên án Hoa Kỳ làm kẻ đế quốc, thì đó là những tiếng nói lạc lõng. Điều đó nó cho thấy trong ban lãnh đạo Việt Nam có những thế lực chính trị muốn kéo lại quá khứ nhằm tranh thủ một cái điều gì đó đối với lãnh đạo Bắc Kinh hay không? Hay là những người lãnh đạo quân đội họ muốn chứng tỏ mình là lập trường của giai cấp, lập trường của giai cấp quốc tế vô sản, khi mà chuyển tiền sang Mỹ, sắm nhà bên Mỹ, đưa con qua du học ở Hoa Kỳ, nhưng người ta vẫn cứ ra rả chửi đế quốc Mỹ? Thưa quý vị, trở lại cái câu chuyện, có nhiều người coi cái vụ triệt thoái hỗn loạn ở Kabul trong những ngày vừa qua, và họ coi đó là một Sài Gòn của Biden. Nhiều quý vị đã biết, những cái người như thế hệ chúng tôi, đó là những người đã trải qua một cái cuộc chiến tranh thảm khốc và kéo dài. Rồi kể cả những cái thế hệ sau này, nếu những ai đã học lịch sử thì đều phải hiểu rằng số phận của Sài Gòn và Kabul nó giống nhau ở cái điểm khởi đầu của cuộc chiến tranh và sự kết thúc, tức là vẫn là những cái cầu hàng không để chuyển một số đông người di tản ra khỏi đất nước. Tuy nhiên, Sài Gòn khác với Kabul. Tại sao lại nói như vậy? Thưa quý vị, trước hết, cuộc chiến xảy ra tại Afghanistan, nó được bắt đầu sau khi Hoa Kỳ tấn công để tìm bắt Osama Bin Laden để trả thù cho cái vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001 ở New York do lực lượng Al-Qaeda, và cái việc
Mỹ đưa quân đội vào Afghanistan đã khiến cho lực lượng Al-Qaeda tan vỡ và 10 năm sau, Hoa Kỳ tiêu diệt được Bin Laden. Tuy nhiên, quân đội Mỹ vẫn duy trì lực lượng hiện diện ở lại, nên dính líu và lún sâu. Còn cái cuộc nội chiến hai miền Bắc Nam, tức là những cái lực lượng ủng hộ người Pháp và cái lực lượng chống người Pháp, nó đã xảy ra trước khi quân đội Hoa Kỳ hiện diện ở miền Nam Việt Nam. Và người ta nói có thể nó đã bắt đầu từ cái những năm của cuộc phân tranh quốc cộng, khoảng cái giai đoạn 1940-1950. Rồi kết quả sau Hiệp định Geneva năm 1954 thì chính quyền Cộng sản đã để lại binh sĩ và cán bộ cũng như vũ khí để chuẩn bị cho một cái chiến tranh lâu dài với cái tên gọi là giải phóng miền Nam. Và đến năm 1959 thì Cộng sản miền Bắc đã yểm trợ, bắt đầu chuyển vũ khí, đưa quân vào miền Nam để phát động một cuộc chiến tranh dưới danh nghĩa của một lực lượng gọi là Mặt trận Dân tộc Giải phóng. Và đó là lý do tại sao năm 1965 quân Mỹ đã đổ bộ vào cứu miền Nam, bởi lúc đó có nguy cơ miền Nam mất vào tay Cộng sản Bắc Việt. Thưa quý vị, ở đây cũng phải nói rõ thêm cái việc cố Tổng thống Việt Nam Cộng hòa đệ nhất ông Ngô Đình Diệm bị ám sát do cái lực lượng đảo chính, nó cũng là một trong những nguyên nhân xuất phát từ ông Ngô Đình Diệm không tán thành việc quân đội Hoa Kỳ tham chiến ở Việt Nam. Bởi vì ông Ngô Đình Diệm nói nếu để cho lực lượng quân đội Mỹ hiện diện trong chiến trường Việt Nam thì điều đó sẽ làm mất tính chính nghĩa của chính thể Việt Nam Cộng Hòa. Thưa quý vị, đó là lý do mà người Mỹ đã loại trừ Tổng thống Ngô Đình Diệm bằng một cái cuộc chính biến năm 1963 của nhóm quân nhân thân Hoa Kỳ. Thưa quý vị, trở lại cái sự so sánh, cái sự khác biệt của cuộc chiến tranh ở Việt Nam năm 1954 tới năm 1975, cũng như cuộc chiến ở Afghanistan khởi đầu năm 2001 và kết thúc năm 2021, có một cái điểm chung, đó là chính phủ Hoa Kỳ bước vào hai cuộc chiến vì tình hình thế giới. Như quý vị đã biết, vào năm 2001, sau sự kiện khủng bố của nhóm khủng bố của Bin Laden dùng phi cơ lao vào cái tòa tháp đồi, một cái biểu tượng của nước Mỹ, quân đội Mỹ tham chiến ở Afghanistan hay Iraq trước đó, với một cái mục tiêu, đó là ngăn chặn phong trào khủng bố của các tín đồ Hồi giáo cực đoan. Còn cái cuộc chiến tranh ở Việt Nam thì hẳn quý vị đã hiểu quân đội Hoa Kỳ ủng hộ chính thể Việt Nam Cộng Hòa với mục tiêu của họ là ngăn chặn cái làn sóng đỏ, tức là làn sóng cộng sản bành trướng do cái sự hậu thuẫn của Liên Xô và Trung Quốc trong một cái chương trình nhuộm đỏ Đông Nam Á. Và thưa quý vị, đó là lý do trong cái diễn tiến của cuộc chiến tranh Việt Nam tới năm 1971, chính quyền Hoa Kỳ đã thay đổi mục tiêu khi họ biết có thể hợp tác, bắt tay với Trung Cộng để tiêu diệt Liên Xô. Một cái vấn đề thứ hai, đó là hai cuộc chiến tranh ở Việt Nam cũng như Afghanistan nó đều kết thúc khi nước Mỹ tuyên bố triệt thoái quân đội. Và điều đó nó dẫn tới một cái hệ quả giống nhau, đó là các cái đối thủ, những cái đồng minh của Hoa Kỳ thì đã suy giảm về khả năng phòng thủ và cuối cùng dẫn tới thất bại. Rồi có một cái điểm tương đồng, đó là năm 1973, chính quyền Hoa Kỳ đã ký một cái hiệp định Ba Lê năm 1973. Sau đó họ rút quân về. Còn ở Afghanistan thì chính phủ Hoa Kỳ đã ký kết riêng với cái nhóm nổi dậy Taliban tại Doha vào tháng 2 năm 2020. Theo đó, Hoa Kỳ cam kết sẽ rút quân vào tháng 1 năm 2021. Thưa quý vị, đó là những cái điểm tương đồng. Tuy nhiên, cuộc chiến ở Việt Nam của chúng ta và cái cuộc nội chiến ở Afghanistan nó khác biệt rất nhiều điểm. Đó là chúng ta phải thấy, thứ nhất, tương quan lực lượng các cái phe tham chiến rất khác nhau. Khi mà cuộc chiến chấm dứt thì lực lượng
phiến quân Taliban hoàn toàn yếu ớt, vũ khí họ thì hoàn toàn thua kém. Lực lượng quân đội của Taliban chỉ có 200.000 tay súng so với 300.000 quân của chính phủ. Song ở Việt Nam chúng ta thì ngược lại, quân đội miền Bắc được tiếp viện nhiều hơn, với vũ khí hiệu quả hơn, mạnh mẽ hơn, lại được Liên Xô và Trung Quốc tiếp viện, trong khi miền Nam thì bị người Mỹ chính thức cắt viện trợ từ năm 1973. Cũng vì quân Taliban không mạnh, cho nên người dân Afghanistan ở nhiều thành phố đã biểu tình phản đối, chiêng cờ chính phủ xé cờ Taliban. Ngược lại, người dân miền Nam của chúng ta thì họ biểu tình chống chính phủ Việt Nam Cộng Hòa và họ chống quân đội chiếm đóng, đó là lực lượng của Hoa Kỳ. Rồi mỗi sự khác nhau nữa giữa cuộc chiến ở Việt Nam và Afghanistan, đó là các trận chiến sau cùng cũng dài ngắn khác nhau. Theo đó, quân Taliban bắt đầu tấn công quân đội của chính phủ trong vòng một tuần lễ, thì họ đã chiếm được quyền kiểm soát đối với đất nước Afghanistan. Hay nói đúng hơn, họ đã làm chủ thủ đô Kabul. Còn thưa quý vị, những người cộng sản ở Việt Nam, họ đánh chiếm miền Nam trong gần một năm. Tính từ thời điểm chiến dịch Phước Long năm 1974, rồi sau đó Ban Mê Thuột bị thất thủ ngày 10 tháng 3 năm 1975 và kết thúc cuộc chiến tranh vào ngày 30 tháng 4, trong khi quân đội và cảnh sát của chính phủ Afghanistan dưới sự yểm trợ của quân đội Hoa Kỳ đã đầu hàng cách nhanh chóng, hầu như không có sự chống trả đáng kể. Còn quân lực Việt Nam Cộng Hòa thì đã chiến đấu tới người cuối cùng, cho tới khi có cái mệnh lệnh buông súng của Đại tướng Dương Văn Bình. Và người ta còn thấy rất nhiều người, đó là các cái tướng lĩnh Việt Nam Cộng Hòa, đã tự sát tuấn tiết. Rồi quân đội cũng như cảnh sát Việt Nam Cộng Hòa, họ có tinh thần chống cộng quyết liệt hơn so với chính quyền ở Afghanistan vừa sụp đổ. Theo giới phân tích, các cái guồng máy hành chính, tư pháp, tiền tệ của Việt Nam Cộng Hòa đã được thiết lập theo một cái cơ chế thống nhất chỉ huy trong hơn 20 năm. Còn cái guồng máy của nhà nước Afghanistan thực tế chưa được thành hình một cách đầy đủ. Các cái thủ lĩnh, các sắc tộc của địa phương, họ có lực lượng quân đội riêng của họ. Họ sẵn sàng liên kết, thỏa hiệp để nhận viện trợ từ Hoa Kỳ, chỉ vì họ đều chống lại Taliban mà thôi. Thưa quý vị, tuy cả hai cuộc chiến tranh vừa kể, nó đều mang tính chất quốc tế, nhưng rõ ràng tinh thần chiến đấu của lực lượng Taliban dù được cho là lẻ loi. Trong khi đó, lực lượng Việt Cộng, hay nói đúng hơn là Cộng sản Việt Nam, họ được cả thế giới ủng hộ. Trong suốt cuộc chiến, lực lượng Cộng sản miền Bắc đã đưa quân vào miền Nam tiếp viện lương thực, vũ khí, kể cả nhân sự cho quân đội Cộng sản ở miền Nam. Còn quân đội Taliban không có một hậu phương vững chắc như cuộc chiến ở Việt Nam. Theo đó, quân Taliban có những cái lực lượng quân tình nguyện Hồi giáo ở các nước láng giềng, đó là Turkmenistan, Uzbekistan, Kazakhstan, và đặc biệt là một cái lực lượng người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương đến. Nhưng thực ra cái lực lượng yểm trợ đó không đáng kể, nó chỉ khoảng mấy nghìn người. Chỉ có một cái điểm tương đồng mà theo giới phân tích, đó là quân lực lượng quân của Taliban họ cũng có một cái nơi trú ẩn an toàn ở quốc gia láng giềng, đó là Pakistan. Điều đó nó giống như Việt Cộng trước đây, họ có thể sử dụng hai xứ Lào và Campuchia. Và như quý vị đã biết, theo luật pháp Hoa Kỳ thì chính quyền Hoa Kỳ và quân đội Hoa Kỳ không được đưa lực lượng tham chiến tại hai quốc gia lân bang của Việt Nam, đó là Campuchia và Lào. Song thưa quý vị, cuộc chiến kết thúc ở Afghanistan theo giới phân tích nó khá hẳn. Ở trong nước Mỹ không nổi lên một phong trào phản chiến như cái cuộc chiến tranh Việt Nam trước đây. Đó là cái giai đoạn khoảng 1965-1966, rồi đến cả năm 1970 cũng vậy. Cái phong trào phản chiến trong chiến tranh Việt Nam
đã bùng lên và là một trong những lý do khiến cho chính quyền của Tổng thống Richard Nixon phải tìm một cái giải pháp hòa bình để rút quân ra khỏi miền Nam Việt Nam. Và cái thời gian tham chiến chính thức của quân đội Hoa Kỳ chỉ tính từ năm 1965 tới năm 1973. Và thưa quý vị, người ta nói hầu hết người dân ở Hoa Kỳ trong thời gian qua họ quên cuộc chiến ở Afghanistan. Trong khi đó trước đây nửa thế kỷ thì Hoa Kỳ vẫn còn cái chế độ quân dịch. Các thanh niên phải bắt buộc tham gia quân đội. Còn bây giờ quân đội Hoa Kỳ là những cái thành viên tự nguyện, tình nguyện. Hơn nữa, số người Mỹ tham dự cuộc chiến là rất nhỏ. Không phải là gia đình người Mỹ nào cũng có khả năng quen biết một gia đình một người lính Mỹ đã chết ở Afghanistan. Và thưa quý vị, nếu so sánh về cái con số thiệt hại thì số người Mỹ thiệt hại tổng cộng trong 20 năm cuộc chiến ở Afghanistan khoảng 4.100 người, trong đó khoảng 2.400 binh sĩ tử vong, trong đó có 1.850 binh sĩ Hoa Kỳ tử trận, còn 1.720 người thì làm việc cho các cái nhà thầu phục vụ cho cuộc chiến. Và người ta nói những con số tử vong như vậy nếu so với số người Hoa Kỳ tử vong bởi cái đại dịch Covid-19 trong thời gian vừa qua thậm chí còn nhiều hơn. Một cái điều cần phải nhắc tới đó là Tổng thống Hoa Kỳ ông Joe Biden nhậm chức lúc ấy nước Mỹ chỉ có 6.000 quân đóng ở ba quốc gia Trung Đông, đó là Iraq, Afghanistan và Syria, và phút chót trước khi Taliban vào kiểm soát tại thủ đô Kabul thì quân đội Hoa Kỳ chỉ hiện diện 2.000 binh sĩ, và con số đó nó không bằng số quân bảo vệ trụ sở Quốc hội Hoa Kỳ hiện nay. Đó là lý do theo giới phân tích không có một lý do cần thiết nào để Hoa Kỳ phải rút quân, nhất là tháo lui một cách nhanh chóng vội vàng. Và đó cũng chính là lý do Tổng thống Hoa Kỳ ông Joe Biden nói ông ta muốn tập trung vào việc đối phó với Trung Cộng trên hồ sơ Biển Đông. Đó là lý do tại sao ông Joe Biden đã rút quân từ Afghanistan về nước. Xong, thưa quý vị, dù sao, bây giờ chính quyền Bắc Kinh họ đang rất vui mừng vì nước Mỹ đã thất bại trong cuộc chiến Afghanistan. Và đó là lý do Hoàn Cầu Thời báo đã chỉ trích chính phủ Hoa Kỳ là sau thất bại ở Việt Nam, bây giờ lần thứ hai sau 20 năm xa lầy trong hồ sơ Afghanistan và cuối cùng người Mỹ cũng phải cuốn cờ ra khỏi quốc gia này. Thưa quý vị, có một chi tiết cần phải nói rõ hơn, đó là Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã chọn ngày 11 tháng 9 tới đây làm cái hạn chót để rút quân. Ông Joe Biden chọn cái ngày 11 tháng 9 được cho là để nhắc nhở vụ khủng bố 11 tháng 9 và để nhấn mạnh cái lý do tại sao Hoa Kỳ lại đưa quân đội vào Afghanistan. Nhưng đến ngày đó, những người Hồi giáo cực đoan họ đã thấy sau khi chết 10 năm thì thủ lĩnh Hồi giáo cực đoan Osama Bin Laden đã đạt được mục đích là cướp máy bay và lao vào nhà tòa tháp đôi. Thưa quý vị, theo giới phân tích, mục đích cao cả nhất của Osama Bin Laden là muốn người Hồi giáo xác định rằng không sợ Hoa Kỳ. Theo Bin Laden, cần phải cho thế giới Hồi giáo thấy nước Mỹ không phải là một cái thành trì bất khả xâm phạm. Đó là lý do tại sao bây giờ nhiều người Hồi giáo tin rằng Bin Laden chính nghĩa hơn Hoa Kỳ. Và ngược lại, các mục tiêu của nước Mỹ trong cái việc nuôi một cái hy vọng thành lập một chế độ tự do dân chủ ở Afghanistan hay thành lập một cái vòng đai chống Hồi giáo quá khích ở Trung Đông đã thất bại. Và thưa quý vị, một cái điểm khác biệt nữa giữa Sài Gòn và Afghanistan đó là khi chiến tranh chấm dứt thì Cộng sản Việt Nam suy yếu rồi ngày càng lệ thuộc vào Trung Cộng và cuối cùng phải tìm đường hòa hoãn, bình thường hóa quan hệ với Hoa Kỳ. Nhưng thưa quý vị, một cái điều khác hẳn đó là chế độ của lực lượng Taliban tới đây sẽ mạnh mẽ hơn trước. Trước khi Hoa Kỳ tấn công thì lực lượng Taliban bị cô lập với cả thế giới.
Như quý vị đã biết, duy nhất có hai quốc gia công nhận lực lượng Taliban trước đây, đó là Pakistan và Ả Rập Saudi. Đó là đất nước quê hương của Bin Laden. Dù Taliban nắm quyền tại Kabul trong một cái thời gian 5-6 năm kể từ năm 1996, nhưng các sắc tộc ở Afghanistan họ vẫn liên minh chống đối, chống lực lượng Taliban. Và thưa quý vị, sau một cái cuộc chiến 20 năm, chế độ Taliban mạnh hơn nhiều, các phe chống đối, các cái thủ lĩnh địa phương đã đầu hàng hoặc bỏ chạy. Và nếu muốn cũng phải nhiều năm mới có thể xây dựng một đất nước Afghanistan có đoàn kết. Trong khi đó, chính quyền các quốc gia Nga, Trung Quốc và Iran họ đều thân thiện, ủng hộ đối với chính quyền của Taliban, kể cả trong thời gian trước khi Kabul thất thủ. Và cuối cùng, thưa quý vị, bốn đời Tổng thống Hoa Kỳ cuối cùng tính ra họ cũng chỉ làm được một việc, đó là trả thù cho người Hoa Kỳ là nạn nhân của Osama Bin Laden trong cái cuộc tấn công vào Tháp Đôi năm 2001. Còn ai đánh nước Mỹ sẽ bị giết. Đó là một truyền thống của người Hoa Kỳ. Như quý vị đã biết, trong đại chiến thế giới thứ hai, quân đội Mỹ được lệnh truy lùng băng được đô đốc hải quân người Nhật. Đó là ông Isoroku Yamamoto, là người đã chỉ huy cuộc tấn công vào phía Mỹ. Và thưa quý vị, tháng 4 năm 1943, tình báo quân đội Hoa Kỳ đã bắt được một mật thư của Nhật Bản, giải mã được một cái lộ trình chuyến bay của đô đốc Yamamoto trong Thái Bình Dương. Và ngày 18, một đội máy bay 16 chiếc của lực lượng không quân Hoa Kỳ đã chặn đón, bắn hạ chiếc máy bay trên đó chở đô đốc Yamamoto trên không phận một hòn đảo thuộc chủ quyền của Nhật Bản. Và thưa quý vị, nói tóm lại, quân đội Hoa Kỳ tham chiến ở Afghanistan với mục đích duy nhất của họ là giết kẻ chủ mưu trong vụ tấn công vào tòa Tháp Đôi vào ngày 11 tháng 9 năm 2001. Và theo giới phân tích, đó cũng là một cách đe dọa cũng như những cái lời cảnh báo cho lực lượng khủng bố nếu còn nuôi tham vọng khủng bố trên đất nước Hoa Kỳ. Tuy nhiên, liệu thành tích vừa kể nó có ngăn chặn được làn sóng các nhóm Hồi giáo cực đoan chống Mỹ hay không? Những người cuồng tín thường không sợ, mà có khi đối với những người Hồi giáo cực đoan tìm đến được cái chết thì họ lại được phòng thánh. Và đó là những cái hiểm họa tiềm ẩn đối với Hoa Kỳ vẫn còn tồn tại sau cái sự thất bại trong cuộc chiến của họ ở Trung Đông nói chung hay Afghanistan nói riêng. Thưa quý vị, chương trình bình luận thời sự của KTV xin tạm dừng tại đây. Việt Thành xin cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi tới phút cuối và đề nghị quý vị ngay lúc này hãy bấm like, hãy đăng ký kênh KTV của chúng tôi. Và đề nghị quý vị hiểu rằng KTV là một cơ quan truyền thông nhằm mang tới cho quý vị các cái thông tin nhanh chóng, trung thực và chính xác với góc nhìn đa chiều về hiện tình chính trị Việt Nam cũng như quốc tế. Đến với KTV, quý vị sẽ hiểu rõ hơn một cái cuộc công cuộc vận động dân chủ mang tinh thần tiên tiến, làm bước nào chắc bước ấy mà KTV đang tiến hành. Đó là cái việc chấn hưng dân khí, nâng cao dân trí xã hội để giúp cho người dân Việt Nam có những hiểu biết về chính trị, để giúp cho họ, đặc biệt là giới trẻ và sinh viên học sinh, có thể ý thức và xác định họ sẽ phải làm gì trong việc xây dựng một đất nước Việt Nam hùng mạnh, phú cường, người dân Việt Nam có tự do, ở Việt Nam có một nhà nước được cai trị bằng luật pháp và công lý phải được thượng tôn. Thưa quý vị, KTV là một cơ quan truyền thông. KTV không phải một tổ chức chống cộng. KTV không có chủ trương chống đối hay ủng hộ bất kỳ thế lực chính trị nào. Nếu quý vị có các đề tài hay vấn đề quý vị quan tâm cần KTV phân tích sâu, xin quý vị hãy gửi những ý kiến của quý vị trong phần comment. Ngoài ra, nếu quý vị có các cái bài viết, những cái tài liệu quý vị thấy rằng cần phải được phổ biến rộng rãi, xin quý vị hãy chuyển cho chúng tôi trong một email và quý vị có thể trao đổi.
đối thoại với chúng tôi thông qua cái hệ thống Messenger trên trang Facebook Việt Thành KTV, và chúng tôi sẽ nhanh chóng hồi đáp các ý kiến của quý vị. Thưa quý vị, chương trình bình luận thời sự của KTV xin tạm dừng tại đây. Việt Thành xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình bình luận thời sự sau. Xin gửi lời chào, tạm biệt. Bye bye quý vị.